Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017 được coi là năm giảm phí cho doanh nghiệp. Theo đó thì nhiều bộ ngành đã có những chuyển biến tích cực trong việc cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh so với trước đây như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hay Bộ Công Thương. Tuy nhiên thì trên thực tế cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó với hàng nghìn điều kiện kinh doanh. Do đó thì trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện đang cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và để thực hiện yêu cầu này cần có những giải pháp như thế nào? Tất cả sẽ có trong chuyên đề Tiêu điểm Kinh tế cuối tuần ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong năm 2017, Bộ Y tế tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong công bố an toàn thực phẩm đối với các nguyên liệu phụ gia, bao bì nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Đối với cái nghị định 15 này cũng còn thay đổi cái cách quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm, đó là bổ sung các cái danh mục mà được miễn giảm về kiểm tra nhà nước, rồi là đơn giản cái thủ tục cũng như là giảm bớt cái thời gian thực hiện cái thủ tục về kiểm tra nhà nước đối với an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó thì nghị định cũng giúp cho doanh nghiệp là phải tăng cái tính tuân thủ các cái quy định về an toàn thực phẩm cao hơn. Cùng với Bộ Y tế, Bộ Công Thương cũng đã bãi bỏ kiểm tra formaldehyde đối với sản phẩm dệt may, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong thực hiện quy định dán nhãn năng lượng, chuyển việc quản lý phân bón vô cơ về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để thống nhất quản lý về phân bón. Đây cũng đều là những quy định mà cộng đồng doanh nghiệp đã kêu khổ nhiều năm và đã có rất nhiều kiến nghị đề nghị được tháo gỡ. Và đối với ngành dệt may chúng tôi thì đặc biệt là chúng tôi cho rằng là Bộ Công Thương trong cái năm 2017 và trước đó một chút nữa vào cuối năm 2016 thì đã có một cái đột phá, đó là cái bỏ cái thông tư 37 cái quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyde đối với sản phẩm dệt may. Và cái này thì cũng đã tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp. Đặc biệt, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ nghiên cứu chủ động tự ra soát để sửa đổi hoặc đề nghị sửa đổi cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa hợp lý, không cần thiết, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành phương án cắt giảm 675 trong tổng số hơn 1.200 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng chủ động ra soát và đề xuất bãi bỏ sửa đổi 118 điều kiện kinh doanh, chiếm 34,2%, trong đó bãi bỏ 65 điều kiện kinh doanh, sửa đổi theo hướng rút gọn 53 điều kiện kinh doanh. Nhưng cái điều quan trọng tôi thấy là các bộ bắt đầu chuyển động và chuyển động cũng khá tích cực, như là bộ sau những chỉ đạo và nghị quyết như thế thì Bộ Công Thương đã có một kế hoạch ngay tức khắc về việc là cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh. Và thực sự mà nói thì cũng có điểm này điểm khác, nhưng về căn bản là có cái sự cải cách thật ở đây. Tại nghị quyết số 98 của Chính phủ về chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của đất nước, Chính phủ yêu cầu các bộ tiếp tục bãi bỏ từ 1/3 tới 1/2 những quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng là một trong năm nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, nhiều bộ trưởng của các bộ ngành đã có những cam kết về hành động trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chúng ta không thể phủ nhận được rằng là chưa bao giờ, lần đầu tiên có chuyện là một bộ là Bộ Công Thương, một cái bộ rất là quan trọng trong nền kinh tế đã cắt giảm hàng ngàn cái thủ tục trong một thời gian rất là ngắn. Và nếu mà tính ra cái độ tác động đến người dân, đến doanh nghiệp thì đấy là một cái độ tác động sẽ rất là lớn. Và đây là một hành động đã diễn ra, không còn là một sự hứa hẹn. Thì có hàng loạt các hành động như thế đã diễn ra. Ví dụ như là chúng ta đã thành lập những cái ban cố vấn phát triển kinh tế tư nhân. Chúng ta đã có những cái hoạt động cải tiến về luật, cải tiến về môi trường kinh doanh. Tôi cho rằng là đủ mạnh mẽ. Các chuyên gia nhận định đã có nhiều chuyển động tích cực từ Chính phủ đến các bộ ngành địa phương trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều dự đoán cho rằng năm 2018, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục chuyển động thêm bởi nhiều cải cách đang trong quá trình thực hiện. Nếu hoàn thiện, chắc chắn môi trường kinh doanh Việt sẽ có bước tiến vượt bậc theo hướng thuận lợi hơn, giảm chi phí hơn, tự do và ít rủi ro hơn.
Thưa quý vị, dù sau những động thái tích cực của chính phủ và các bộ ngành thì hàng loạt điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, nhiều doanh nghiệp đã được cởi trói khỏi vòng kim cô trong kinh doanh. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều điều kiện gây khó cho doanh nghiệp, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phấn khởi khi thông tư 37 đã được bãi bỏ, một trong những rào cản lớn cho các doanh nghiệp trong ngành được khơi thông. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, một số điều kiện kinh doanh hiện vẫn còn phức tạp, gây khó cho các doanh nghiệp sản xuất áo jacket. Hiện tại thì chúng tôi đang chờ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đấy, chúng tôi nếu mà vướng thì vẫn còn vướng ở cái chỗ là kiểm dịch động thực vật, thủ tục nó cũng còn hơi nhiêu khê một chút. Ở cái khâu nhập lông vũ khi mà sản xuất ra áo jacket, đó là kiểm dịch động vật hoặc là kiểm dịch thực vật khi nhập bông. Hiện vẫn còn hàng ngàn điều kiện kinh doanh gây khó cho doanh nghiệp. Theo Bộ Tư pháp, tương ứng với 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh hiện khoảng 4.284. Tuy nhiên, hệ thống quy định về điều kiện đầu tư hay thay đổi, khó theo dõi, thống kê, cập nhật một cách chính xác, kịp thời. Các cái nó còn quá nhiều vấn đề. Ví dụ trong bản thân trong một cái chính sách hỗ trợ 210 chẳng hạn, thì một chính sách đấy ra, một cái nghị định ra nhưng mà lại có đến hai thông tư hướng dẫn từ hai bộ khác nhau. Mà doanh nghiệp nhìn đọc là choáng luôn. Đấy, và thậm chí là tôi thấy là còn có những cái điểm nó còn chưa được gọi là khớp với nhau. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ khẩn trương cần chúng ta phải chỉ một cái nghị định ra, một thông tư hướng dẫn thôi. Đúng không ạ? Các cái bộ liên ngành phải ngồi với nhau để mà ra được một cái thông tư hướng dẫn rõ ràng. Chúng tôi không thể đọc cùng một lúc hai cái chỗ để chúng tôi đi triển khai được. Có quá nhiều các cái công đoạn, quá nhiều thủ tục để mà ra được một cái đồng vốn. Trong khi đó, theo các chuyên gia, dù có chỉ đạo từ các bộ trưởng về cắt giảm điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, nhưng cấp thực hiện vẫn chưa thực hiện. Hiện vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh. Các cơ quan cấp cao chỉ đạo mạnh mẽ nhưng thiếu sự kết nối chặt chẽ cùng với những lợi ích cá nhân, dẫn đến thiếu sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng. Có những điểm mà cũng chưa hài lòng lắm. Tôi quan sát cái việc thực thi ở địa phương hơi chậm, và những tuyên bố những về chính phủ liêm chính, hành động của thủ tướng như tôi quan sát thì chưa thấm đến cái công chức ở địa phương. Mà thủ tướng trong cuộc gặp hai doanh nghiệp 2017, một trong những cái kết quả mà được đánh giá cao là tại thời điểm đó thủ tướng chính phủ đã ký một cái chỉ thị rằng là trong mỗi một năm thì là mỗi doanh nghiệp chỉ phải kiểm tra hoặc thanh tra một lần trong một năm. Thì thực ra cái này ở các địa phương tôi đến thì các doanh nghiệp đều phàn nàn rằng là chưa thực hiện, và các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước nói chung là không phối hợp với nhau trong cái việc kiểm tra thanh tra doanh nghiệp, mà cứ ông này đến xong rồi đến ông khác về rồi ông khác đến, chứ họ không đến cùng một lúc phối hợp với nhau. Nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết vẫn được giữ lại hoặc được quy định chung chung, không rõ ràng, không cụ thể. Trong số điều kiện kinh doanh đề xuất bãi bỏ, sửa đổi thì khoảng 1/2 số điều kiện thuộc diện sửa đổi, chỉ đơn thuần diễn đạt lại từ ngữ, chưa thực chất tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chúng ta cũng cần phải xem là nội dung cắt giảm các điều kiện kinh doanh đó có đi vào thực chất hay không, và bản chất của con số 675 điều kiện kinh doanh này như thế nào thì cũng là một điều mà chúng ta cần phải bàn hơn. Thì theo như chúng tôi cũng có rà soát qua các cái phụ lục mà Bộ Công Thương vừa công bố, thì chúng tôi thấy rằng con số 675 điều kiện kinh doanh này cũng cần phải được tính toán lại, bởi có một số các cái điều kiện kinh doanh thì chỉ đơn thuần là gộp lại, và một số điều kiện kinh doanh thì chúng ta không liệt kê nhưng mà chúng ta chỉ trích dẫn tham chiếu, dẫn chiếu một cái văn bản cụ thể, thay vì chúng ta liệt kê các cụ thể các điều kiện kinh doanh, thì điều đó có nghĩa là điều kiện kinh doanh vẫn còn chứ chưa phải là cắt bỏ. Thực tế thì nó còn có rất nhiều những cái khó khăn, trở ngại mà cần phải tiếp tục để mà đối thoại với chính phủ, để chính phủ có thể là lắng nghe và tiếp tục cải tiến. Ví dụ như trong vừa rồi có một cái báo cáo rất là hay của bên hải quan nói rằng là bên hải quan ấy thì họ rất là tạo điều kiện, tuy nhiên thì các thủ tục, các loại giấy phép con từ các bộ ngành thì ban hành rất nhiều, có đến 362 những cái văn bản như vậy. Và khi mà hải quan họ có muốn làm đơn giản hóa thủ tục thì cũng không được, bởi các bộ ngành khác ban hành 362 cái văn bản ở các loại giấy phép con như thế thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với doanh nghiệp.
Thêm vào đó, các quy định về điều kiện chung như giấy đăng ký kinh doanh, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, môi trường, an toàn lao động, mặc dù đã được quản lý bởi các cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Môi trường, Lao động Thương binh Xã hội, nhưng các bộ khác vẫn quy định quản lý cả những điều kiện này. Những rào cản tồn tại này khiến mục tiêu cởi trói cho doanh nghiệp trong sản xuất vẫn còn là một câu chuyện dài. Đồng thời, những cản trở đó đang khiến chi phí của doanh nghiệp tăng cao, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Như vậy, hiện vẫn còn khoảng hơn 4.300 điều kiện kinh doanh do các bộ ngành quy định. Nghị quyết số 01 được ban hành ngay từ đầu năm 2018, được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có thêm trên 2.000 điều kiện kinh doanh đang cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được cắt giảm trong năm nay. Tại hội nghị chính phủ với các địa phương cuối năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương một số cơ quan như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng làm tốt công tác cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh. Mỗi bộ cam kết cắt 1/3 đến 1/2 thủ tục, đã dũng cảm cắt bỏ quyền lực của mình để tạo môi trường tốt hơn. Tuy nhiên cho rằng hiện vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà, Thủ tướng nêu rõ, anh cắt giảm thủ tục này mà lại mọc ra thủ tục khác vì quyền lợi của vụ mình, sở mình là vấn đề nguy nan. Do đó, tại nghị quyết số 01 của Chính phủ năm 2018 đã đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành. Thì cho tới thời điểm hiện tại thì đã có các chuyển biến nhất định từ phía các bộ. Trong đó chúng ta nhìn thấy rằng là Bộ Công Thương thì cũng đã có cái nghị định về liên quan tới cái việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, trong đó thì khoảng độ hơn 500 các điều kiện kinh doanh thì đã được cắt giảm. Tiếp đó là cái nghị định, dự thảo nghị định của Bộ Xây dựng thì hiện nay cũng đã được trình Chính phủ và đang chờ để phê duyệt. Thế thì ngoài hai bộ, đó là Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng đã có cái dự thảo nghị định về cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh, thì chúng ta cũng nhìn thấy những động thái tích cực từ phía Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương phải đổi mới công tác đối thoại, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các vướng mắc bất cập trong việc thực hiện cơ chế chính sách pháp luật, chủ động gửi các phản ánh, kiến nghị về bộ, cơ quan, quản lý, chuyên ngành để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp. Các cơ quan hành chính, nhà nước cắt giảm các cuộc họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo không cần thiết, tiếp tục rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp, xem xét xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ, chấn chỉnh những hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Chứ còn năm nay là cần phải thúc đẩy rất mạnh việc thực thi những cam kết của các bộ về cải thiện đó và làm sao cho chấm dứt cái tình trạng trên nóng dưới lạnh, mà tình trạng đó từ Tổng Bí thư trở đi đã vẫn nhắc rồi, về cuối năm vẫn nhắc, vì có thể là các vị lãnh đạo đã nhìn thấy rất rõ là về phía lãnh đạo cấp trên đã có thể hiện quyết tâm cải cách mạnh, nhưng mà cả cái dàn ở bên dưới, hàng triệu cán bộ công chức làm việc trong các lĩnh vực khác nhau ở trung ương, ở địa phương chưa thực hiện được những yêu cầu cải cách cần thiết, và do đó cho nên cái cải thiện thực chất ấy, cho hoạt động, điều kiện hoạt động kinh doanh của người dân, của doanh nghiệp vẫn chưa có được nhiều như chúng ta kỳ vọng. Nhiều chuyên gia cho rằng tuy chính phủ đã có những hành động hết sức quyết liệt, nhưng để chủ trương này đi vào thực tế cần phải được các cấp thừa hành thực hiện nghiêm túc, đã đến lúc phải có các biện pháp cụ thể, thưởng phạt rõ ràng, không thể mang tính khẩu hiệu như trước, trong đó yêu cầu hoàn thành việc bãi bỏ ít nhất 1/3 tới 1/2 số quy định hiện có về điều kiện kinh doanh và hoàn thành việc loại bỏ ít nhất 1/2 số mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm. Cái cải thiện điều kiện kinh doanh chúng ta đang có, cái này là một thứ mà nó ngăn cản, nó triệt tiêu, nó không chỉ là tạo ra chi phí, ngăn cản cơ hội kinh doanh, mà nó triệt tiêu động lực và triệt tiêu sáng tạo trong kinh doanh. Và chúng ta đang có đà để bỏ đi một nửa số điều kiện kinh doanh hành nghề này, thì các bộ nó làm như thế, chúng ta phải thúc đẩy nó, phải tạo áp lực hành chính trong nội bộ, áp lực từ công luận từ bên ngoài, để các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải làm đúng như cam kết và đúng như là nghị quyết của chính phủ. Để đánh giá cái nỗ lực cải cách của các bộ thì có nhiều cách. Chính các doanh nghiệp, người dân chủ động trong việc phát hiện, trong việc đề xuất những cái thủ tục, cái quy định nào mà đang cản trở mình, đang gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của mình.
nhưng mà bản thân những cơ quan nhà có liên quan thì đều có thể giám sát được cái hoạt động của các bộ, chẳng hạn như là giám sát cái mức độ thực hiện nghị quyết 19 của chính phủ. Trong nghị quyết 19/2017 năm ngoái thì có giao 250 cái nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều bộ ngành, thì giờ hoàn toàn có thể tổng kết được những bộ ngành nào đã thực hiện đúng, thực hiện đủ, thực hiện thực chất những cái nhiệm vụ mà chính phủ giao, thủ tướng chính phủ giao. Nghị quyết số 01 của Chính phủ cũng đã đưa ra chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thành lập mới 135.000 doanh nghiệp trong năm 2018. Đó sẽ là những động lực quan trọng để khơi thông tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân, để các mục tiêu kinh tế xã hội năm nay có cơ hội tăng trưởng bứt phá so với các năm gần đây. Để nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thực tiễn cho doanh nghiệp, thì việc cắt giảm cần đi vào thực chất, cần được công khai và giám sát. Có như vậy thì cải thiện môi trường kinh doanh mới thực sự có hiệu quả và lòn bẩy cho các doanh nghiệp phát triển. Theo các chuyên gia, cần có sự quan tâm vào cuộc tích cực, chủ động hơn của các bộ, ngành, địa phương. Việc cam kết cắt giảm của các bộ, ngành cần được công khai và giám sát. Là triển khai đồng loạt, vừa là loại trừ các cái điều kiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của mình, vừa là làm thế nào để người thực hiện công vụ, đặc biệt là những viên chức thuộc Bộ Công Thương, ta có thể ủng hộ cái chủ trương đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng tôi nhận thấy rằng là gì? Là khi đã có những cái điều đó rồi, thì anh tổ chức thực hiện nó như thế nào? Anh giám sát cái việc thực hiện nó như thế nào? Đâu phải doanh nghiệp nào, người ta cũng như luật sư, người ta biết là Bộ Công Thương giảm thiểu giấy phép con đó. À, hoặc là đâu có thể là cộng đồng xã hội người ta đều biết hết. Thế thì anh tổ chức tuyên truyền phổ biến như thế nào? Anh giám sát cái việc cái người thực hành công vụ người ta có chủ động cung cấp cho doanh nhân, cho các công ty, cho nhà đầu tư nước ngoài cái cắt giảm này hay không? Thấy không? Và những người đó là những nhà đầu tư, những công ty nước ngoài hay là trong nước, người ta biết được việc đó để người ta triển khai các hoạt động kinh doanh mình. Cụ thể, việc đề xuất cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương, các chuyên gia cho rằng mới giải quyết một nửa vấn đề. Vấn đề còn lại nằm ở cải cách hệ thống quy định hành chính về kinh doanh, kiểm soát việc đặt ra giấy phép con. Thứ ba nữa là trong quá trình mà chúng ta cắt giảm như thế, thì liệu chăng rằng là cái giấy phép con mới nó có được hình thành không? Hay là tự vì chúng ta có cái thực tiễn rằng là trước đây chúng ta vốn thì chỉ có 2.000 mấy thôi, 2.800, rồi lấy 3.000 mấy, rồi lấy 5.000, 7.000. Thế thì từ cái tình hình thực tiễn đó mà giấy phép con nó từ một cái số lượng vừa phải thì nó lên quá nhiều, như hiện nay gần 6.000 giấy phép con ví dụ vậy đó. Thế thì rõ ràng là liệu là khi chúng ta Bộ Công Thương giảm thiểu cái số lượng giấy phép con xuống đến 50% như thế này, thì trong quá trình thực hiện như thế thì liệu ai, cơ chế nào để ngăn cản cái việc những cái giấy phép con nhỏ mà mới nó hình thành lên nữa? Thì câu chuyện nó sẽ rằng là giảm thiểu 50 nhưng mà nó lại hình thành lên khoảng 30% nữa thì tôi cho rằng nó cũng không hoàn thành được cái ước nguyện của chính phủ là xây dựng nhà nước kiến tạo, cũng không có đáp ứng được cái chủ trương của Bộ Công Thương là cắt giảm 50% giấy phép con. Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực từ việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh của các bộ ngành địa phương, tuy nhiên nhiều chuyên gia lo ngại rằng câu chuyện cũ sẽ lặp lại như việc cắt giảm điều kiện kinh doanh dù đã được triển khai từ năm 1999. Nhưng đến năm 2003, các điều kiện kinh doanh đã xuất hiện nhiều hơn thời điểm trước đó. Vì vậy, một vấn đề quan trọng cần tập trung thực hiện là việc kiểm soát thật chặt việc đặt ra các điều kiện kinh doanh, tránh việc cắt giảm chỗ này lại phát sinh chỗ khác. Các bộ khác thì cũng cần phải nhìn vào cái việc thực hiện của Bộ Công Thương để thay đổi để trong cái việc là rà soát điều kiện kinh doanh, chủ động rà soát và chủ động kiến nghị các cái biện pháp để cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh liên quan. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải đi vào cái bản chất của các điều kiện kinh doanh là những cắt giảm thủ tục hành chính hay là cắt giảm điều kiện kinh doanh như thế nào để cho nó phù hợp, chứ không chỉ đơn thuần là gộp các điều kiện kinh doanh hay là trích dẫn các cái văn bản, tham chiếu các cái văn bản liên quan. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mong muốn việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, các bộ ngành từ trung ương đến địa phương cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều cái mà sau khi Bộ Công Thương bỏ rồi thì các bộ ngành khác và trong các quy trình khác, kể cả quy trình hải quan, phải làm sao cho nó phù hợp ngay với những cái cơ sở mà Bộ Công Thương đã bỏ rồi. Thì cái quy trình của hải quan cũng phải đổi mới lại để cho các doanh nghiệp khi ta vào ta làm thông thoáng hơn.
Nếu những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ được phối hợp thực hiện một cách nghiêm túc ở các bộ, ngành và địa phương, cùng với cơ chế giám sát được thực hiện một cách triệt để, thì kỳ vọng các điều kiện kinh doanh bất hợp lý gây khó cho doanh nghiệp sẽ sớm được thực hiện. Kết quả này sẽ góp phần quan trọng trong cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.